Jonas xin mời bạn Enchanted. Xin chào các bạn, rất vui khi các bạn đã dành thời gian để theo dõi video này. Như các bạn đã thấy thì chủ đề ngày hôm nay của chúng ta sẽ là về phương pháp học tiếng Đức dành cho những người đang sinh sống và định cư tại Đức. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ một chút những cái kinh nghiệm học tiếng Đức cũng như là những suy nghĩ của bản thân mình về việc học tiếng Đức dành cho một đối tượng cụ thể, đó chính là những người đang sinh sống và định cư tại nước Đức, tức là đã sống ở Đức một thời gian dài hoặc là sang Đức với mục đích là sinh sống tại đây trong một thời gian dài. Có thể các bạn đã biết thì trong việc học ngoại ngữ, đối với mỗi lứa tuổi, mỗi đối tượng học khác nhau thì sẽ cần có những cái phương pháp cũng như là những cái khoảng thời gian học khác nhau. Đối tượng hôm nay mình muốn nói đến có thể chia ra thành 3 trường hợp. Trường hợp thứ nhất đó là các bác, các cô chú đã sinh sống ở Đức một thời gian rất là dài rồi. Đối tượng thứ hai đó chính là những người trẻ hơn, cái thế hệ trẻ hơn, tầm ngoài 20 cho đến 30, 40 tuổi và đang sống ở Đức, đang làm việc tại Đức. Và một đối tượng khác đó là những người trẻ sang Đức với mục đích đó là định cư, đoàn tụ gia đình. Đối với các bạn trẻ thì việc học, tiếp cận một cái ngoại ngữ mới thì không quá khó khăn. Hay chí ít là các bạn cũng sẽ có những cái phương pháp từ việc học những cái ngoại ngữ trước cho mình. Còn đối với những người ở cái lứa tuổi lớn hơn thì việc học ngoại ngữ sẽ đòi hỏi cái sự cố gắng hơn rất là nhiều. Mình cũng có gặp rất là nhiều, cũng có quen biết rất là nhiều những các bác, các cô chú đã lớn tuổi và đã sinh sống ở Đức một thời gian rất là dài rồi. Tuy nhiên thì không phải ai cũng có khả năng nói tiếng Đức một cách trôi chảy tương ứng với cái khoảng thời gian mình đã sống ở Đức. Bởi vì rất là nhiều cái lý do cá nhân khác, ví dụ như là vì công việc nên mọi người không có thời gian để tham dự những cái lớp học tiếng Đức truyền thống, hay là thời gian tự học tiếng Đức. Và ở cái lứa tuổi cao thì việc tự học tiếng Đức cũng là một điều rất là khó. Ngay cả đối với các bạn trẻ thì các bạn có thể nhận thấy rằng việc học tiếng Đức không hề dễ dàng. Để mà có thể nói tiếng Đức một cách trôi chảy, đúng ngữ pháp thì đòi hỏi một cái quá trình học tập và rèn luyện không hề ngắn. Cái điều đó mình rút ra từ chính bản thân mình thôi. Và đối với cái người lớn tuổi hơn thì cái khó khăn sẽ còn nhân lên gấp đôi. Và làm thế nào để mà có thể học ngoại ngữ, học tiếng Đức ở cái độ tuổi như vậy? Việc học ở đây thì mình không muốn nói đến nó là học để làm thế nào để nói được perfect, mà đơn giản đó là để phục vụ được cho cái mục tiếp, cho cái mục đích giao tiếp hàng ngày của mình. Và cái đối tượng thứ hai mà mình muốn nói đến ở đây đó chính là các bạn trẻ hơn, cái thế hệ trẻ hơn, các anh chị, các bạn đang làm việc ở Đức. Hầu như là mọi người cũng không có thời gian để mà tham dự cái lớp học truyền thống. Và nếu như có thời gian thì cũng không hề dễ dàng để có thể tìm được cái khóa học phù hợp với mình ở cái thành phố mình sống. Có thể các bạn cũng biết đó là thời điểm hiện tại thì có rất là nhiều người tị nạn ở Đức. Và những cái người tị nạn đó thường được ưu tiên cho những cái lớp học tiếng Đức. Bởi vậy nên là đối với những người nhập định cư bình thường tại Đức thì đôi khi để tìm một khóa học phù hợp cho mình ở gần nơi mình sống thì không hề dễ dàng. Vậy thì với cái khó khăn đó là không có thời gian và không có điều kiện để tham gia cái lớp học tiếng Đức thông thường, thì làm thế nào để mà mọi người có thể vượt qua những cái khó khăn đó và học được cái ngôn ngữ mới để mình có thể hòa nhập vào cuộc sống? Thì trong video ngày hôm nay thì mình muốn chia sẻ với mọi người một chút những cái suy nghĩ, cái kinh nghiệm của mình, và hy vọng rằng những cái điều này có thể giúp được cho mọi người. Đối với cái việc là chúng ta không có thời gian để tham dự những cái lớp học tiếng Đức thông thường thì thay vào đó mọi người sẽ phải lựa chọn cho mình cái con đường khác, đó chính là việc tự học. Tuy nhiên thì cũng có một cái hạn chế, đó là hiện tại thì như mình tìm hiểu thì không có nhiều sách học tiếng Đức, tự học tiếng Đức bằng tiếng Việt, mà cùng lắm là chỉ có bằng bằng tiếng Anh mà thôi. Vậy nên là những bạn nào mà đã có cho mình cái khả năng tiếng Anh rồi thì cũng có thể
sử dụng những cái tài liệu này. Những cái tài liệu mà các bạn có thể tham khảo thì mình sẽ để ở phần dưới trong cái phần hộp thông tin miêu tả và các bạn đừng bỏ qua nhé. Và có những cái giáo trình tiếng Đức rất là phổ biến, và trong cái quá trình mà mình dạy học ở bên này thì mình cũng thường xuyên sử dụng và các đồng nghiệp của mình cũng thường xuyên sử dụng. Và mình sẽ để cái thông tin ở phần hộp thông tin miêu tả ở dưới video cho các bạn nhé. Ưu điểm của những giáo trình học này đó là những bài học được chia ra những cái chủ đề rất là thông dụng trong cuộc sống hàng ngày, và vừa có phần giao tiếp và vừa có phần ngữ pháp, phần bài tập để mọi người tự luyện tập. Và các bạn có thể luyện luyện nghe, tức là mình nghe những cái cuộc hội thoại và mình có thể đọc theo. Và những cái câu hội thoại đó thường là những cái câu giao tiếp rất là thông dụng trong cuộc sống hàng ngày. Và vì những cái giáo trình này đều là những cái giáo trình dạy Đức, tức là cái ngôn ngữ mà giảng giải cũng là bằng tiếng Đức. Bởi vậy nên là để mà có thể học được với những cái giáo trình này, tự học với cái giáo trình này, thì các bạn cần có cho mình một cái quyển từ điển Đức Việt. Và những cái quyển từ điển mà các bạn thể sử dụng thì mình cũng đã có chia sẻ với các bạn trong một cái vlog trước rồi, và các bạn hoàn toàn có thể xem lại. Bên cạnh những sách vở thì chúng ta cũng có thể sử dụng cái phương tiện hoàn toàn miễn phí, đó là Internet. Trên mạng thì cũng có rất là nhiều những cái trang web mà các bạn có thể tìm những cái tài liệu học. Cái trang web của Goethe Verlag mình thấy rất là hữu ích, bởi vì nó có những cái câu giao tiếp chia theo những cái chủ đề khác nhau, rất là nhiều chủ đề khác nhau. Và có một bên là câu giao tiếp bằng tiếng Đức, và bên cạnh đó, song song bên cạnh đó là những cái câu dịch sang bằng tiếng Việt. Có audio để các bạn nghe cách người ta đọc và nhắc lại. Và mình nghĩ rằng đây là một cái cách cũng rất là hữu ích để các bạn có thể học được những cái câu giao tiếp thông dụng hàng ngày. Một cái điểm hạn chế nữa của mọi người đó là chúng ta không có nhiều thời gian trong một ngày để dành cho việc học tiếng Đức. Có đó. Và bởi vậy nên là nhiều người cảm thấy rất là ngại học. Và tuy nhiên thì các bạn nên xác định cho mình một mục tiêu, đó chính là các bạn có thể giao tiếp tốt bằng tiếng Đức, hay là học được những cái từ vựng căn bản nữa. Và các bạn có thể đặt ra cho mình mục tiêu đó là một ngày chúng ta học 5 đến 10 từ vựng hàng ngày. Một ngày các bạn dành ra 15 phút để học từ vựng tốt hơn nhiều so với việc các bạn một tuần các bạn dành ra một ngày nhưng mà 2 tiếng để học từ. Cái điều đó thì không nên, bởi vì là khi mà chúng ta học từ vựng hàng ngày thì nó sẽ thành một cái thói quen cho các bạn. Và các bạn sau một thời gian thì các bạn có thể nhận thấy rằng cái vốn từ vựng của mình tăng lên nhiều hơn so với các bạn nghĩ. Một ngày 5 đến 15 phút học từ vựng mình nghĩ là không quá nhiều, đúng không ạ? Các bạn có thể viết những cái từ mình cần học lên một cái tờ giấy nhỏ và mang theo bên mình, có thể lấy ra để mà ôn lại bất cứ khi nào các bạn rỗi trong những cái giờ giải lao trên tàu, trên xe. Và các bạn nên lưu ý một điều đó là chúng ta không bao giờ học từ vựng một cách đơn lẻ nữa, mà các bạn nên học nó trong một cái ngữ cảnh. Ví dụ như từ die Arbeit, công việc, thì các bạn có thể viết ra cho mình trên một tờ giấy, đó chính là ich gehe sieben Uhr in die Arbeit. So, thì các bạn có thể nhận thấy ở đây là các bạn có thể biết cách được sử dụng cái từ đó, chứ không phải các bạn học được mỗi từ này có nghĩa là gì, và do đó thì các bạn quên nó mất vì các bạn không sử dụng nó, hay là không biết cách đặt nó trong câu như thế nào. À rồi, luôn luôn nhớ là chúng ta học từ vựng trong một ngữ cảnh. Có thể là ban đầu các bạn sẽ có rất là nhiều hứng thú trong việc học. Các bạn sẽ tìm thật là nhiều tài liệu ở bất cứ nơi nào, từ bất cứ ai, và các bạn sẽ học một cách rất là ngấu nghiến, rất là đầy say mê. Tuy nhiên thì các bạn nên chú ý một điều, đó là chúng ta không quá ôm đồm. Các bạn không nên học quá nhiều từ vựng, mà các bạn nên học những cái từ vựng nào mà cần thiết đối với mình trước. Bởi vì thực sự não bộ của chúng ta chỉ có thể
lưu lại được những cái gì đó mà hữu ích với bản thân mình. Các bạn có thể học rất là nhiều từ nhưng mà sau đó các bạn quên rất là nhanh. Bởi vì sao? Bởi vì các bạn không sử dụng chúng. Vậy nên là một lời khuyên của mình dành cho các bạn đó chính là học từ vựng theo cái chủ đề. Và hãy bắt đầu với những cái từ vựng thông dụng và mình hay dùng hàng ngày. Ví dụ như là đối với các anh chị làm trong lĩnh vực làm móng hay làm nhà hàng vân vân, thì mọi người có thể trước tiên mà mình học những cái từ vựng về những cái đồ vật mà mình thường nhìn thấy hàng ngày ở nơi mình làm việc. Làm thế nào để mình có thể học những từ vựng này? Ví dụ như là về những cái dụng cụ nấu ăn chẳng hạn, thì mọi người cũng có thể lên trên mạng và tìm kiếm. Có rất là nhiều những cái website bán đồ làm bếp và mọi người sẽ xem ở đấy có rất nhiều sản phẩm, và ở dưới mỗi sản phẩm thì sẽ có ghi là đó là cái sản phẩm gì. Và mình có thể tranh thủ học từ vựng ở những cái trang web như vậy. Hay là về quần áo, về mỹ phẩm, có rất là nhiều các hãng nữa. Và các bạn, khi mà các bạn lên cái trang web của các hãng đó thì các bạn sẽ thấy được rất là nhiều sản phẩm. Và khi bạn xem những cái sản phẩm đó, mình nhìn vừa có hình và vừa có cái khái niệm để cho mình học. Đối với việc học tiếng Đức để mà giao tiếp thì không hề khó. Và đặc biệt là khi bạn chỉ cần giao tiếp trong cái môi trường làm việc của mình thì cũng không quá là khó. Tuy nhiên là khi mà chúng ta đi ra ngoài, đến những cái nơi như là bác sĩ này, bệnh viện, rồi trường học, đăng ký học cho con cái, vân 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 vân, rồi khi bạn đến những cái môi trường mà không quen thuộc với mình thì có thể là các bạn sẽ cảm thấy rất là bí tắc, tại vì mình không có cái từ vựng cần thiết cho cái môi trường đó. Bởi vậy nên là như mình đã nói với bạn trước, đó là mình hãy tham khảo những cái câu giao tiếp thông dụng hàng ngày ở những cái môi trường khác nhau, theo những cái chủ đề khác nhau. Và các bạn có thể nhớ cho mình những cái câu mà quan trọng nhất. Và điều đó là đủ với các bạn. Chứ mình không cần học để mà mình không cần phải là ép bản thân mình để mà có thể nói một cách hoàn hảo như người Đức nữa. Bởi vì cái điều đó thực sự rất là khó và đòi hỏi một cái việc học tập bài bản và một cái thời gian tương đối. Còn đối với những người mà xác định là sẽ nhập cư tại Đức, tức là mình sẽ học để mà tham gia những cái khóa học mà để hội nhập, thì các bạn cần phải học ít nhất là tối thiểu đến B1. Và khi mà chúng ta tham dự những cái khóa học như vậy thì bản thân mình cũng đã từng dạy trong những cái lớp học như vậy. Và có một cái điều mình nhận thấy đó là thông thường thì một lớp học rất là đông người đến từ nhiều quốc gia khác nhau với nhiều độ tuổi khác nhau, rất là trẻ và cũng rất là lớn tuổi cũng có. Bởi vậy nên là giáo viên, một giáo viên một lớp thì sẽ không có nhiều thời gian để mà quan tâm đến từng học sinh một, luyện cho các bạn luyện nói, luyện nghe, luyện viết. Bởi vì mỗi người sẽ có một cái nhu cầu khác nhau tùy thuộc vào cái khả năng tiếp thu của mình. Bởi vậy nên là việc học trên lớp là chưa đủ mà các bạn sẽ cần phải tự học nữa. Và một cái hạn chế nữa đó chính là giáo viên không cùng ngôn ngữ với mình. Bởi vậy nên là có đôi khi là các bạn có những cái câu hỏi thì các bạn có thể hỏi giáo viên. Tuy nhiên là không phải lúc nào mà cái câu giải thích của người ta cũng có thể dễ hiểu đối với mình. Bởi vậy nên là cái lời khuyên của mình dành cho các bạn đó chính là các bạn hãy chủ động trong việc học. Tức là có thể những cái ví dụ một chuyển đổi ngữ pháp nào mình không hiểu thì các bạn có thể lên mạng và tìm kiếm. Có rất là nhiều cái trang web để mà các bạn tham khảo về ngữ pháp. Hay là có những cái bài tập để mà các bạn có thể tự luyện tập thêm nếu như mà mình có thời gian và mình có hứng thú. Còn đối với học từ vựng, nhiều người nói là có nhiều từ vựng quá và học không biết học như thế nào. Thì cái điều đó là đương nhiên. Bởi vì sao? Bởi vì một cái khóa học hội nhập như vậy thì nó thường trong là khoảng 3 đến 4 tháng, thời gian rất là ngắn. Và để mà có thể tham dự cái việc học trong một cái khoảng thời gian dài và liên tục đến như vậy thì chắc chắn là cái lượng kiến thức mà mình phải tiếp nhận cũng sẽ không hề nhỏ. Và làm thế nào để mình có thể tiêu thụ được những cái kiến thức đó?
Một cái lời khuyên của mình dành cho các bạn đó chính là ở mỗi cái bài học nhé, trong mỗi cái khóa học thì mình thường sẽ có một cái giáo trình học, một cái giáo trình, và trong mỗi cái giáo trình học thông thường ở sau mỗi cái lecture, sau mỗi bài học thì mình sẽ có một cái tổng hợp, một cái từ vựng quan trọng của bài học đó. Các bạn hãy lập ra cho mình, nó có thể viết tay ra vở hay là đánh máy. Các bạn chia ra một cột là cột tiếng Đức và cột tiếng Việt, và các bạn hãy dịch những cái từ đó ra tiếng Việt, tự bản thân mình dịch ra tiếng Việt, và hãy lên mục tiêu cho mình, đó là một ngày mình học 5 từ hoặc là một ngày học 10 từ. Và các bạn hãy luôn luôn nhớ là mình hãy visualize nó lại, tức là mình luôn luôn là mình luyện tập nó. Và các bạn với mỗi từ các bạn nên đặt câu, các bạn hãy tự đặt câu và sử dụng cái từ đó, thì có như vậy các bạn mới biến cái từ đó thành của mình, chứ phải là cái từ trong sách, từ trong vở thôi, mà các bạn hãy biến nó thành của mình, tức là các bạn có thể sử dụng được nó, áp dụng được nó. Và các bạn một ngày thì mình hãy cố gắng mình dành thời gian 5 đến 10 phút, đấy là tối thiểu. Và các bạn nên nếu như mà chúng ta có thể dành nhiều thời gian hơn thì sẽ tốt hơn, tức là các bạn hãy cố gắng luyện đọc. Tức là mình luyện đọc nhiều thì mình mới có thể mình quen được với cả cái cách mở khẩu hình này, với cách phát âm nữa. Bởi vì tiếng Đức là một cái ngôn ngữ mà nó đòi hỏi khá là nhiều năng lượng khi mà nói, rồi có những cái âm bật này, rồi có những cái âm cuối vân vân, hay có những cái âm umlaut, những cái âm mà mình không hề có trong tiếng Việt, thì chúng ta nên luyện tập để mà chúng ta quen được với việc phát âm những cái âm khó như vậy. Và để mà có thể phát âm tốt thì các bạn nên luyện tập hàng ngày. À, rồi các bạn có thể là đọc một cái đoạn văn, rồi chúng ta rồi thu âm lại bằng điện thoại của mình, rồi chúng ta nghe lại. Và sau đó thì sau một thời gian thì bạn sẽ thấy là, có thể nhận thấy là mình đã tiến bộ được bao nhiêu. Ngoài ra thì để có thể học được nhiều từ vựng nữa thì các bạn không chỉ học trong sách vở mà chúng ta cần học trong cuộc sống hàng ngày. Rồi nghe rồi những cái bản tin trên TV, rồi trên radio, rồi và chúng ta đi bất cứ một nơi đâu đó thì đi siêu thị, đi shopping thì chúng ta hãy chú ý rồi xem những cái biển hiệu xung quanh mình. Bạn có thể một từ có thể gặp được rất là nhiều lần thì tự dưng các bạn sẽ nhớ nó lâu. Nói tóm lại thì không có một cái công thức học thành công nào trong tất cả mọi người, mà mỗi người chúng ta sẽ cần nên thử rất là nhiều cách, và chỉ khi đó thì chúng ta mới có thể biết được rằng cái phương pháp nào là phù hợp nhất với mình. Và hãy nhớ một cái principle, cái nguyên tắc đó là không học quá nhiều mà chỉ học những cái thực sự cần thiết với bản thân mình. Hy vọng rằng những chia sẻ vừa rồi của mình có thể giúp ích một phần nào đó cho việc học tiếng Đức của các bạn. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay của mình, và xin hẹn gặp lại các bạn trong những bài học tiếp theo. Tschüss, bis bald und viel Erfolg beim Deutschlernen. Tschüss.